Đợt bùng phát virus corona mới vốn đã giết chết hơn 1.000 người ở Trung Quốc và khiến hàng nghìn người khác nhiễm bệnh sẽ đạt đến đỉnh điểm tại miền Nam nước này vào nửa cuối tháng 2, một chuyên gia hàng đầu về virus cho biết hôm 11 tháng 2. Trong cuộc hội đàm qua video với các bác sĩ ở Vũ Hán, nhà dịch tế học hàng đầu trong Nanshan cho biết sự gia tăng các ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đang giảm dần. Ông chỉ ra rằng các biện pháp ngăn chặn sự phát tán của virus trên toàn quốc đang mang lại kết quả. Nhưng ông thừa nhận tình hình của Vũ Hán vẫn còn nghiêm trọng, trong đó sự gia tăng của số ca nhiễm chưa giảm đáng kể. Ông nói, vấn đề lây truyền từ người sang người vẫn còn chưa được giải quyết. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc hôm 11 tháng 2 cho biết tổng số người chết ở Trung Quốc đại lục đã tăng lên 1.016 trường hợp. Tổng số ca tử vong vì virus corona đã vượt qua con số gây ra bởi dịch SARS vào năm 2002-2003.